Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Mưa lớn liên tục từ đêm qua đến sáng nay khiến hàng chục tuyến đường ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bị ngập và nước tràn vào nhà. Một số đường bị ngập nặng như đường Trương Văn Lĩnh, Đinh Công Tráng, Hồng Bàng, Trường Chinh, Phạm Đình Toái, Lê Hồng Phong, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt. Riêng một số đoạn ngập sâu nửa mét khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn. Nhiều ô tô, xe máy bị chết máy trên đường. Tại phường Bến Thủy, nước từ ngoài đường tràn vào một số nhà dân. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, một số trường học trên địa bàn thành phố Vinh đã thông báo cho học sinh nghỉ học trong hôm nay và sẽ có kế hoạch học bù. Từ ngày 19 tháng 9 đến nay, ảnh hưởng của cơn bão số 4 khiến tỉnh Nghệ An mưa lớn, ngập lụt cục bộ, sạt lở đường tại một số huyện miền núi phía Tây như Đô Lương, Con Cuông, Thanh Chương, Anh Sơn, Tương Dương, Tân Kỳ.